không lấy bao nhiêu tiền? Anh mua bộ này gần 30 triệu đấy. Thế em trả anh 29 triệu được chưa? Mày bị điên à? À đâu, 20 triệu. Ủa mình dị phải lâu lắm rồi đi nhé. Sao mình trả tiền? Phong này không của mình. Trời ơi, cái quân què gì vậy? Không phải, thì tôi dẫn bài sang đây làm phải như thế nào tôi mới giận. Đấy, anh ạ, anh em biết đây. Anh em biết là tự nhiên hôm nay mình ngồi trong đây nó kiểu như là một cung điện ấy anh em ạ. Đấy, thì cái chỗ này là nó chuẩn bị là dành cho mình với cả Ngọc rồi. Đấy, còn điện thoại thì vất đi đâu rồi vất. Anh đạt cái gì mà anh đạt? Thì bây giờ anh đạt dung cho bà cưới đúng không? Nope. Không như cưới thì mình phải phá. Đấy, kiểu như là mình không ăn được là mình phải đạp đổ. Nhưng mà mình phải đạp theo cái cách là văn minh. Đấy, thì mọi người ạ, mình thực sự là mình cũng bức xúc lắm. Mình cũng trước cái lúc đấy thì mình cũng có nói chuyện qua với anh Đạt rồi, nhưng mà anh Đạt anh không đồng ý thì thôi. Đấy, thì Ngọc cũng có nói chuyện rồi và anh Đạt cũng có nói rồi, mà anh Đạt kiểu như là anh cũng sợ là bây giờ sắp 30 lồn khoai sọ rồi mà chưa cưới vợ ấy. Đấy, xong con thì chưa có đâu, thì thôi mình nhường cho em trước đây, không nhường thì ok anh ạ. Hôm nay mình rủ Ngọc sang đây để làm gì? Thứ nhất đây, cái giường này là giường anh Đạt mình chưa bóc trinh luôn nha mọi người nha. Giường được bộ này bộ đắt tiền hơn bọn mình thì kể cả đắt tiền hay không đắt tiền thì anh em mình cũng gọi là chơi hết mà. Còn mình không còn biết là anh cả sẽ như thế nào rồi nhờ. Mình chắc chắn là một điều là khi mà anh cả anh thấy bọn mình bày bừa các thứ trong phòng anh đấy này, anh cảm thấy rất là tức. Bởi vì nào đồ mới mà chưa bóc trinh tủ tiếp trước thì bóc luôn. Đấy, mà bọn mình lại bóc trinh trước thì chắc chắn là kiểu gì gọi là cũng phát hiện chắc đồ rồi. Nhưng thôi cả ra bảo rồi, làm anh mà không gương mẫu cho em thì em sẽ không có thốt cho anh. Đấy, chứ không gì nữa. Hôm nay bọn mình gọi là làm đại tiệc ở bên phòng anh Đạt luôn, chứ không đâu. Ừ, chẳng qua như sao tôi cái này mua mấy nghìn đấy mọi người, như là mười mấy nghìn xào ấy, không nhớ quá. Mình sẽ ăn thấy nhá, thôi là mình cưới sau nó sẽ đáng mừng, không biết coi là không biết mình cưới đâu. Đấy, thôi thì cứ ăn như vậy, chứ còn gì nữa. Đấy, ok anh em nhé, bây giờ được. Trước khi ăn thì đây, vừa nãy thì mình có mở qua cái tủ đấy. Thì thôi, cái tủ này thật sự là mình rất là yêu thích. Mà trên chi mà anh ấy đã để đồ như này rồi thì thôi, nếu mà anh Đạt có xem được thì tốt nhất là anh nên dẹp nhanh cái đồ gọi là treo quần áo ở đây nhá. Thì là cái này là chỉ dành cho Ngọc với em thôi, chứ còn chị dâu thì cứ gọi là cho dâu thì hả nhá. Là có chị bên kia cử đấy. Cho gì? Đã! Phòng này phòng của ai? Phòng anh em mình ừ. Cứ nghe thôi, không phải phấn lỗ. Phòng trang, phòng chiếc ừ. Không có cái đây mọi người. Đây, đúng rồi. Mình không là anh mình có sợ thì gọi là. Ôi giời ơi, đây bây giờ mình sẽ cài cổng máy quay và đợi anh mình vào xem là cảm nghĩ của anh mình khi mà thấy bọn mình bày bừa như này như nào mọi người nhá. Đấy, à, xem anh như thế nào. Phải hỏi gì đâu, anh hiền như một con thú hiền. Nói chung là hiền hay không tí nữa biết ngay, mà tình nghĩa anh em có chắc bền đâu. Đấy, ok anh em, giờ mình cũng cứ ăn thẳng mà. Bây giờ mình sẽ hình cho anh em trực tiếp. Bây giờ phòng này phòng anh em mình ngồi nên và toàn thoải mái thật ra luôn. Anh Đạt thì không phải. Thế này làm gì đây? Không hiểu thôi, cái giường của anh em, giường của anh em. Giường trước thì ta đi ngoan, trước thì nằm chứ nằm. Mày đã bày cái bày đồ này hả? Ai ai đang nói vậy? Nào, có chết rồi đấy. Vứt xuống giường, ôi em. Anh ơi, nào. xin hai cái mày đấy. Em chẳng quên anh. Thế là thế nào? Anh nhìn cửa lá thấy Ngọc Hiền. Anh đừng có bắt đầu vào đầu của em. Anh nhìn cửa mà thấy Ngọc Hiền lá, anh bắt nạt anh quát nhá. Hiền là anh đã bắt nạt từ đâu? Biết gì hết. Từ đấy giờ anh cứ nói nhỏ mà. Giờ anh đang ở kia để em ngồi tâm sự hàn huyên. Giờ em không được cưới trước rồi, giờ anh kia cái phòng đẹp không được à? Nope. Được không? Được luôn cái gì?
phòng anh làm sao đẹp bằng hai bức này, phòng ăn mình vừa to vừa rộng đẹp, phòng ăn bé như này không đẹp. Bây giờ niềm ăn cũng nhất là bộ bàn ghế mới thì nó đẹp sáng sủa, em có tâm có trí mà đỏ rồi phòng kia vừa mốc vừa bẩn. Giờ anh sang đấy, trước giờ anh sang đến nhiều em đi. Giờ anh mua bao nhiêu tiền? Anh mua bộ này gần 30 triệu đấy. Thế em trả anh 29 triệu được chưa? Phải bị điên à? À đâu, 20 triệu. 20 triệu. Ủa mình nhịn lâu lắm rồi đi nhé. Sao mình trả tiền? Hồi giảm có 20 triệu, điên là không anh? Giờ tù của em có 10 triệu tiền anh cưới trước thôi. Tự nhiên đi đâu anh chơi về. Đến lúc em thấy là anh về, anh cưới trước anh muốn thế nào nữa? Nope. Quá hồi rồi. Cây tươi nhờ. Em mới làm được chuyện thoại rồi. Có khoảng nhé rồi, mà chung có tay có khoảng thế này. Anh không thích thoại gì nữa. Anh không trai được thoại được gì của anh. Anh đi bao nhiêu năm người giờ, anh 30 tuổi rồi. Anh 30 tuổi làm sao người ta 35 tuổi rồi. Em thấy anh em đã nói với anh rồi đúng không? Em bảo là nếu anh mà không đáp ứng cái đầu của em, nếu anh không cưới trước thì đừng hòng mà em để cho anh yên nhá. Nope. À quên quên, nếu anh mà không cưới xong thì em đừng hòng mà để em để cho anh yên nhá. Thế này Diễm hùa vào cái gặp để sang đây để anh nói anh cái vụ đấy gì? Em chả hùa gì hết. Em thấy nào thì em nói như thế. Phần cái này không phải là hùa nhau. Anh nói bao nhiêu lần rồi, anh cũng tâm sự bao nhiêu lần rồi là bây giờ anh đã chỉ tuổi cao rồi, chắc là anh chỉ chưa chết. Thế mà mãi mà thôi mà, vẫn cứ nói mãi được. Bố tôi đừng nói ít kỹ, cứ chung một vấn đề gì, đối ra, phải anh làm sao? Nhưng anh hỏi mẹ rồi là không cứ chung được. Mẹ bảo mẹ thường thôi, anh nói thế thì khác nào, anh phải thấy là mẹ lươn nhẹo. Ôi trời ơi, cái áo này, ôi trời ơi, đi. Anh đừng có mà để đồ của chị vào trong tủ của em. Em không thích. Đây là tủ của anh, không phải tủ của em. Của em là của em. Của em là của em. Thế làm xong chưa? Xong rồi lên ra khỏi phòng đi. Nhanh. Anh nghĩ gì thì không xong. Cái giường mà anh được trước kịp nằm là chúng ta đã nằm như thế này rồi. Đấy là thì quá. Thế là không cái này để là con gái này. Này nó cả xấu như anh hay gì. Bọn em mà xấu thì chả ai sinh. Vỗ tay. Chả xấu hơn hai kia, nó bao giờ khen ai mà mày sinh được. Hỏi hai con miệng già. Hỏi hai con miệng già. Chỉ là xin vĩnh biệt cô. Vâng. Ngồi em mẹ già cũng được, đợi anh ra khỏi phòng. Nói chung là đây phòng anh đi lợi bằng nhanh. Không. Cô già. Anh không biết không già. Anh đi luôn đi. Cô già em hỏi là ngoan hiền chứ được cái gì đâu. Ngoan hiền thì được cái gì, chả được cái gì cả. Một là cho ở phòng, hai là cho mấy nhớ coi cái gì nhá. Anh cứ bình tĩnh, anh cứ buông hạ đầu ra xuống. Anh cứ buông hạ đầu ra xuống, từ từ xem có cách giải quyết. Thì nói đi, nói. Thế giờ cách giải quyết là như nào? Cái giải quyết là anh cứ hạ xuống rồi bọn em tính tiếp. Mà anh sẽ kia cả đó. Đây là phòng của anh rồi. Phòng anh mới lau dọn cả buổi chiều, anh lau từ tủ cho đến giường đến bàn, hai may lên bày tức đây đồ ăn đây. Ừ, thế mình thường đổ ăn rồi. Bày cũng không gì hết rồi. Để tôi phụng anh. Thôi đi ra. Em xin một hôn thôi được chưa? Thôi không phải đâu đấy. Nhanh không cho cũng được rồi. Về đi. Anh cứ từ từ. Cầm đồ lên, nhanh.